Hello các bạn. Các bạn thấy không, này là cái đường cao tốc á. Đường cao tốc, xe nó chạy ào 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 ghê lắm. Khi mà tôi còn ở Việt Nam á, tôi có vài người bạn gọi là chí cốt, phải gọi là chí cốt, gọi là bạn thân á. Lúc nào cũng ăn nhậu cũng có mặt hết, gọi điện là có mặt, và nhiều khi buồn vui này kia cũng tâm sự. Nhưng mà từ khi mà tôi đặt chân đến nước Mỹ á, tôi không liên lạc với họ nữa, không, hoàn toàn là không, là không. Tại vì khi mà tôi qua bên đây rồi á, trong cái căn phòng với bốn bức tường rồi, những cái cảnh mà rất là chán nản và buồn bã nó xảy ra, và tôi nhìn lại rất là nhiều cái sự việc nó đã trải qua trong trong cái qua cuộc đời mình lúc mà mình còn ở Việt Nam, và tại sao tôi không liên lạc với họ. Thì bạn bạn bè mà mình thấy, thì tôi thấy là bè nhiều hơn là bạn, cho nên tôi dạt ra hết. Tôi dạt ra và tôi nghĩ là có lẽ là không phải là bạn. Ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta, bạn bè rất là nhiều, rất là nhiều, bao la bát ngát. Bạn đi ra đường bất kỳ nơi đâu bạn cũng thể có bạn. Nhưng đây là cũng lời khuyên của mình, bạn bè không cần nhiều đâu các bạn. Khi sống ở Mỹ rồi các bạn mới thấy cái sự đối xử, đối đãi, giao tiếp, đối đãi, đối xử với nhau một cái cách đàng hoàng á, rất là khó tìm. Khó tìm một cái người đối xử đàng hoàng lắm, chơi đàn một cách đàng hoàng. Và chính vì những cái điều như vậy á, cho nên á, tôi khuyên các bạn á, là hãy tập trung cho bản thân mình và cho gia đình mình đi. Bạn bè hãy bỏ qua một bên đi. Khi nào rảnh thì họ có thể họ bên bạn, nhưng mà khi các bạn khó khăn chưa chắc họ sẽ bên các bạn đâu. Cái cảm giác cô đơn mà không có bạn bè nó thật sự rất là buồn. Nhưng mà khi các bạn đã sống ở Mỹ lâu năm rồi á, thì cái cảm giác mà một mình á, nó lại vui hơn nhiều. Đó là cái sự thật. Những cái người bạn mà tôi gọi là chí cốt của tôi, như tôi nói từ lúc đầu á, gọi là bạn thân, mà cái ngày tôi ra sân bay tôi đi á, chỉ còn đúng một người đưa tôi đi thôi, chỉ đúng một người đưa tôi đi thôi, và tôi nhớ mãi cái ngày hôm đó. Và tôi sẽ không bao giờ tôi liên lạc lại từ khi tôi bước chân ra sân bay và tôi bay qua Mỹ. Và với cái hiện tại bây giờ, thì sau vài năm sống ở Mỹ và những cái kinh nghiệm đã từng xảy ra ở nước Mỹ này, và những cái đúc kết lại của mình, những cái sự suy nghĩ của mình sàng lọc và nghiệm lại nhiều thứ, thì mình thấy á, mình ở nhà một mình á, mình cảm thấy vui hơn là mình đi ra ngoài. Đó là cái thực sự mà mình chia sẻ với các bạn. Thì ai như thế nào, những người khác ra sao thì mình không biết. Ví dụ những người khác ở nhà buồn hay là người ta thích đi nhậu ở ngoài quán, cái đó là chuyện của họ, cái đó là cái sở thích của họ, mình không có nói. Mình cũng thích vậy, mình cũng rất là thích, cực kỳ thích luôn. Ai mà không muốn đi chơi các bạn. Nhưng mà khi mà đi chơi mà để nó xảy ra nhiều chuyện quá thì tốt nhất mình nên ở nhà thì nó sẽ hay hơn. Nếu mà một người bạn mà đúng nghĩa, gọi là đúng nghĩa, không cần họ giàu. Tôi đây tôi không bao giờ tôi chơi bài, mà tôi chọn bạn để tôi chơi, không phải tôi chọn người giàu tôi chơi, mà tôi chọn một cái người đàng hoàng để tôi chơi. Những người bạn của tôi toàn là những người mà bình thường không à, nhưng mà họ rất là đàng hoàng với tôi, họ chơi rất là đàng hoàng với tôi. Chơi với bạn bè các bạn đừng có mong họ người ta đối xử tốt với các bạn, tại vì chưa chắc các bạn đã đối xử tốt với họ. Cho nên á, chơi với bạn bè với nhau á, chỉ mong một cái điều quan trọng thôi, đó là chơi đàng hoàng với nhau là được. Lời khuyên dành cho các bạn là hãy cố gắng tập trung để mà làm ăn hoặc là cái gì đó để kiếm tiền. Thứ hai là phải tập trung cho gia đình trước đi đã, rồi bạn bè hãy gạt bỏ hoặc là bỏ bớt đi, để có một cái cuộc sống cho nó thoải mái chút xíu. Ở bên Việt Nam thì nó khác, ở bên đây thì hầu như mình thấy nó khác dữ lắm, nó rất là khác, cực kỳ khác luôn. Cái đời sống vật chất, cơm áo gạo tiền và đời sống nó quá cao, chi phí nó quá nhiều, quá nặng. Cho nên là mình thấy càng ngày mình thấy là cái tình người ở trong cái cuộc sống nó không còn nữa các bạn, hầu như là vậy.
chủ yếu là tiền thôi, và cái cuộc sống ai cũng giành giật nhau, chà đạp nhau, thậm chí đè lên nhau để mà sống, leo lên được để mà sống, để kiếm tiền, và nó không còn cái tình trong đó nữa. Tôi đã từng phạm rất là nhiều sai lầm, từ sai lầm nhỏ cho tới sai lầm lớn, quá là nhiều sai lầm. Nhưng mà những cái sai lầm đó tôi rút kết ra được nhiều cái kinh nghiệm cho tôi, và tôi thấy tôi sai chỗ nào và tôi sửa. Đừng bao giờ cố chấp, bất chấp những cái sai lầm mà mình thấy lúc nào mình sai mà mình cứ cãi, mình cứ ngang bướng mà mình chống đối lại với nó, thì mình sẽ không bao giờ mình có thể mình thay đổi được cái bản thân. Cố gắng để mà thay đổi nó. Lời khuyên cho các bạn là hãy cố gắng kiếm tiền đi các bạn ơi nha. Hãy cố gắng kiếm tiền trước đi đã, cái đó mới là một cái vấn đề chính, và bảo vệ hạnh phúc cho cái gia đình mình. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye, hẹn gặp lại.